Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã xem một video chuyển thể từ bài viết và hình ảnh của phóng viên Hải Anh được đăng trên zing.vn về chuyến đi Triều Tiên của Hải Anh trong tháng 9 năm 2017. Từ phản ánh và sự giúp đỡ của khán giả trên kênh Uyên Uyên Việt Nam, chúng tôi đã kết nối được với Ngô Quang Minh, người bạn đồng hành với Hải Anh, người đã có chuyến thăm Triều Tiên cách đây 6 năm, vào năm 2011. Tìm trên mạng, chúng tôi thấy bài viết của anh trong lần du lịch thứ nhất đó, một bài viết ngắn, đầy cảm xúc và quan trọng hơn cả là những tấm ảnh của chuyến đi. Để có cái nhìn đa chiều về đất nước anh em Triều Tiên, không xa xôi mà vì nhiều lý do đã trở nên bí hiểm trước con mắt của nhân loại, và trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bài viết Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt của tác giả Ngô Quang Minh. Phần 1: Về chuyến du lịch Triều Tiên năm 2011. Những cánh đồng lúa xanh mướt kia, những ngôi nhà, đường phố quang đãng sạch sẽ kia và sự bình thản trong những bức ảnh kia là có thực. Có thể cuộc sống ngày hôm nay của lớp trẻ này chưa được trọn vẹn, bởi không ai chọn được quê hương, bởi dấu vết quá khứ và kế thừa văn hóa vẫn đang nặng trên tấm huy hiệu đeo trước ngực của cha mẹ các em. Nhưng các em vẫn còn làm được nhiều điều mà thế hệ trước chưa làm được, để có hạnh phúc riêng mình, để sống vui tươi và đầy khát vọng hơn, vì thế hệ các em đang sinh sôi trên chính mảnh đất quê hương mình, một Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt. Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm. Ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía, nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động và xây dựng đất nước của mình, để tự hào mà nói với thế giới rằng nước mắt hai miền chỉ dành cho ngày thống nhất. Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị hay thuộc tổ chức nhân quyền. Chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc Triều Tiên với tinh thần cầu thị để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía bên kia sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là nghệ thuật sắp đặt và diễn, hay chí ít cũng là một vé đi tuổi thơ để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời bao cấp Việt Nam. Nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang xây dựng từng ngày. We'll be right back.
Xin chào các bạn. Chúng tôi đang có mặt tại một cái địa điểm công cộng. Vâng, vì là bạn ấy đang đi làm và chúng tôi có một cái khoảng thời gian cũng không dài lắm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn Ngô Quang Minh. Chào Ngô Quang Minh. Ngô Quang Minh thì là một thanh niên, hiện nay bạn đang sống ở Hà Nội. Và hôm nay muốn giới thiệu với quý vị và các bạn, bởi vì Ngô Quang Minh vừa có một cái chuyến đi Triều Tiên về. Đây là một cái cuộc trao đổi giữa Union Việt Nam và Ngô Quang Minh về chuyến đi Triều Tiên của bạn ấy. Vâng, chăm nghe không bằng mắt thấy, tôi cũng sẽ đi Triều Tiên. Chào các bạn. Chào Minh. Được biết là bạn vừa đi Triều Tiên về. Dạ. Bạn có thể chia sẻ được không? Ví dụ như là để cho một người như tôi bước vào một cái cuộc hành trình, thì bạn có thể nói một cách mình vắn tắt lại. Đầu tiên là những cái bước chuẩn bị để đi, cái cách thức để mình đi, một cách nó rất là để làm sao người đi trước thì biết hơn, đúng không? Và sau đấy thì bạn có thể là kể về cái chuyến đi đấy, thì trước tiên là làm cách nào để đi đã. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Chào quý vị Việt Nam. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Quang Minh. Em có may mắn được đặt chân đến Triều Tiên 2 lần theo diện du lịch. Em cũng có những cái bỡ ngỡ băn khoăn từ cái đấy rất lâu, em có tìm hiểu. Muốn chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm, trước nhất là mình đi ra sao, mình đi như thế nào. Và trong cuốn sách Lonely Planet viết về Hàn Quốc và Triều Tiên xuất bản năm 2011, thì trong đó họ ghi một câu rất hay mà mình xin phép được nhắc lại. Họ viết là để đến với Triều Tiên bạn cần có hai điều, đấy là một trái tim rộng mở và một cái khiếu hài hước nhất định. Sau khi đi Triều Tiên về 2 lần thì mình xin phép được bổ sung, bạn cần thêm 2 điều nữa, một là thời gian và 2 là tiền bạc. Triều Tiên cũng giống như bất kỳ địa điểm du lịch nào, người đi du lịch, bản thân khách du lịch phải sẵn sàng về 2 chuyện, đấy là vật chất và tinh thần. Về mặt bây giờ mình xin thống kê về những điều mà bạn cần làm trước khi đi du lịch Triều Tiên. Triều Tiên là một đất nước mà người ta gọi là bí ẩn, hay có người phương Tây hay gọi đây là đất nước của những buổi sáng thì thầm. Được hiểu là chính nền chính trị của Triều Tiên không đơn giản, nó khác biệt với nhiều quốc gia mà chúng ta thường biết. Việc đến Triều Tiên không khó, tuy nhiên các luồng thông tin thì không nhiều và thường là có cái sự sai khác về mặt thông tin cung cấp, dẫn đến cái hiểu lầm cho khách du lịch. Cụ thể hiện tại đối với người Việt Nam, chúng ta có 2 cách để vào Triều Tiên. Một là đi bằng đường bộ, cụ thể là đường tàu, và 2 là đường bay. Nếu bạn đi bằng đường bay, bạn sẽ bay từ Bắc Kinh hoặc là Thẩm Dương trực tiếp vào Bình Nhưỡng. Có 2 hãng hàng không khai thác cái chặng bay này, đó là hãng hàng không Koryo Air, là hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, và hãng thứ 2 là China Southern Air, là hãng hàng không phương Nam của Trung Quốc. Để lên được 2 hãng hàng không này thì họ chỉ yêu cầu bạn có visa ở Triều Tiên, mà mình sẽ nói ở phần sau. Cách thứ 2 là bạn đi đường tàu. Khi đi đường tàu bạn phải mua tour. Tour có thể cung cấp bởi các nhà tour tại Bắc Kinh hoặc tại Đan Đông, là thành phố biên giới của Bình Nhưỡng, của Triều Tiên và Trung Quốc. Cái việc mua tour là do bạn chủ động trao đổi với cả agency ở bên Trung Quốc qua email. Do đó bạn hoàn toàn chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là lịch trình. Tour ở Bắc Triều Tiên được cung cấp dưới dạng là từ A đến Z, bao gồm có vé tàu đi lại, visa, ăn uống, chỗ ngủ nghỉ, lịch trình tham quan, hướng dẫn viên du lịch, tài xế, cũng như là mọi cái chi phí phát sinh của vé tham quan, thắng cảnh. Việc duy nhất bạn phải làm tại Triều Tiên mà bạn phải tự bỏ ra tiền ra, đó là mua quà lưu niệm và tất nhiên là tip cho hướng dẫn viên và tài xế nếu bạn cảm thấy dịch vụ của họ xứng đáng. Thì như kinh nghiệm của mình đi 2 lần thì mình đều phải mua tour qua đường Trung Quốc, bởi vì họ ở biên giới, họ có lợi thế là họ biết cả tiếng Triều Tiên và giá cả phải chăng. Trong chặng năm 2011 thì mình bay qua Thượng Hải đến Thẩm Dương và đi xe buýt đến Đan Đông. Và năm 2017 thì mình chọn một cách đi hơi khác, đó là mình bay đến Quảng Châu. Đây là cái hub của China Southern Air, có rất nhiều chuyến bay đến Thẩm Dương hoặc đến Đan Đông. Mình đã bay đến Thẩm Dương và sau đó thì mình đi tàu cao tốc từ Thẩm Dương đến Đan Đông. Tại Đan Đông mình gặp nhà tour, họ cung cấp cho mình visa và vé tàu để đi vào Bình Nhưỡng. Mình trả tiền tại chỗ. Các nhà tour của Trung Quốc không yêu cầu bạn phải đặt cọc
Đây là điểm khác biệt giữa các nhà tour tại Đan Đông so với cả một số nhà tour trên thế giới. Nhờ thế mà mình cảm thấy thoải mái hơn, cũng như các bạn thôi, không ai muốn bỏ tiền ra quá nhiều trước khi được thực sự được hưởng thụ nó. Tại Đan Đông, sau khi mà mình có vé tàu thì mình lên tàu đi qua tàu Liên Vận, vượt sông Áp Lục vào đến Bình Nhưỡng. Tại Bình Nhưỡng, gai của Triều Tiên sẽ đón bạn và từ đây họ sẽ đưa bạn đi theo lịch trình của bạn. Lịch trình của bạn có thể là 4 ngày 3 đêm, có thể là 7 ngày 6 đêm, thậm chí có thể là 15 ngày 14 đêm. Điều đó là do, trước hết là do bạn chủ động, sau nữa là đến gai của Triều Tiên. Việc thỏa thuận tour bạn sẽ làm qua email với nhà tour ở Trung Quốc. Tùy vào số người, số ngày và tất nhiên là thời điểm đi, mùa cao điểm hay mùa thấp điểm mà nhà tour Trung Quốc sẽ cung cấp cho bạn giá. Nếu bạn đồng ý, bạn đi. Nếu bạn không đồng ý, bạn có quyền tìm nhà tour khác. Việc du lịch Triều Tiên, mình xin nhắc lại, đấy là xuất phát từ cá nhân của bạn, không có một cái ngăn trở nào cả. Như vậy là về phần vật chất, bạn phải tự lo. Giá tour của Triều Tiên trung bình rơi vào khoảng 5.000 tệ cho 4 ngày 3 đêm. Còn như mình đi chuyến 7 ngày 6 đêm thì giá cao hơn và số lượng người mình đi chỉ có 2 người nên là giá rất là cao. Cao được hiểu là nó rơi vào trên 1.000 đô Mỹ cho 7 ngày 6 đêm, không bao gồm visa Trung Quốc và vé máy bay bay sang Trung Quốc. Nếu như mà bạn đặt vé sớm thì cái giá vé máy bay sang Trung Quốc sẽ rẻ hơn. Tổng toàn bộ chuyến đi của bạn có thể rơi vào 2.000 đô Mỹ cho 7 ngày 6 đêm. Và mình lưu ý, vé máy bay thì bạn tự mua, còn tour thì bạn đến Đan Đông trước khi vào Bình Nhưỡng mới trả, gần như bạn không phải chi trước một khoản nào. Lịch trình của mình 7 ngày 6 đêm nên mình đi được nhiều điểm. Mình có 2 ngày ở Bình Nhưỡng, mình có 1 ngày ở Khai Thành, mình có 1 ngày ở núi Cung Gang leo núi. Mình thăm được các thành phố biển Ulsan, đập Nampo, khu phi quân sự DMZ. Và tất nhiên là mình có thể đi qua rất nhiều cái phong cảnh và gặp rất nhiều con người tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đó là cái chuẩn bị cơ bản của bạn sau chuyến đi. Rất là cảm ơn mình. Như vậy là với một cái chuyến đi dài ngày và chúng ta sẽ mất khoảng 50 triệu nhỉ? Vâng. 50 triệu. Triệu. Vâng. Với một thanh niên mà bỏ ra một cái khoản tiền như vậy để đi thì đi không phải đến Dubai hay là đến nước Mỹ hay là đến Paris mà đến Triều Tiên thì thực sự là tôi có một cái sự thán phục không hề nhỏ đối với bạn. Vâng. Bạn vừa trao đổi về cái cách thức mà mình có thể đến được Triều Tiên. Rất là cảm ơn bạn. Chắc là nhiều người có ý định hoặc chưa có ý định cũng sẽ rất cảm ơn bạn. Quay trở lại chuyến đi của bạn thì bạn có thể chia sẻ cái điều ấn tượng nhất ở trong bạn. Bạn thì có một cái ưu điểm hơn so với những người khác là bạn có 2 lần đi. Lần trước là, nếu tôi nhớ không nhầm, là năm 2011. Như vậy là khoảng 6 năm sau thì quay trở lại. Thì bạn đã có một cái để mình có cái mốc để mình so sánh, thì bạn có thể chia sẻ được không? Tức là cái ấn tượng lớn nhất của mình trong 2 cái cuộc đi. Anh chị, như mình có nói về thời gian thì chuyến thứ 2 mình có nhiều ngày hơn. Tuy nhiên trước khi chọn quay lại Triều Tiên thì mình đã biết, mình đã chuẩn bị sẵn lịch trình, và trong lịch trình của mình về mặt quãng đường cũng như về mặt điểm đến cũng không có quá nhiều khác biệt so với lần đầu. Tuy nhiên cái ấn tượng mà có lẽ là cái điều mà thôi thúc mình quay trở lại, đấy là cái yếu tố con người của Triều Tiên. Cái sự tương tác giữa người Triều Tiên với khách du lịch nói chung và đặc biệt là với khách du lịch Việt Nam nói riêng là một cái điểm mà tôi chắc chắn là bất kỳ người nào, không phải chỉ mình bản thân tôi, mà nếu như bạn có thể tham khảo ở trên mạng, tất cả các du khách đến Triều Tiên khi trở về đều rất ấn tượng với yếu tố con người của đất nước này. Được hiểu là trước khi đi, như tôi cách đây 6 năm và kể cả lần này, không ai có thể dự sẵn được là ai sẽ đón mình ở đầu bên kia của biên giới. Và không có một lần nào mà chúng tôi không trở về với nụ cười. Người Triều Tiên rất hiền lành. Chuyến đi của chúng tôi lần này, tôi gặp tổng cộng được 7 hướng dẫn viên, bởi vì tôi đi nhiều vị địa điểm. 6 trong số họ là nữ. Tôi được trực tiếp
nói chuyện với rất nhiều các nhóm người Triều Tiên. Tất nhiên là họ nói bằng tiếng Triều Tiên và phiên dịch viên giới thiệu lại. Chúng tôi có cẩn thận giới thiệu, chúng tôi đến từ Việt Nam, chúng tôi không phải là người Trung Quốc, và chúng tôi đến đây du lịch. Thì cái thái độ, cái sự gần gũi của người Triều Tiên là một cái điều mà làm cho tôi và người bạn đồng hành rất xúc động. Hướng dẫn viên trong lần này của tôi có hai người phụ nữ. Người đầu tiên là cô Ly, cô sinh năm 1982, và người thứ hai là cô Kim, cô sinh năm 1994. Kim đã từng được học ở Hà Nội 2 năm và có thể nói tiếng Việt cực kỳ trôi chảy. Ấn tượng của tôi dành cho Kim bắt đầu từ lần đầu tiên khi nói chuyện. Tôi hỏi Kim là em, tôi nói tiếng Việt, em đã biết nói xin chào tiếng Việt, vậy thì tiếng Hàn Quốc nói xin chào là gì? Thì trước khi trả lời tôi, Kim chỉnh lại, đấy là ở nước em là người ta nói tiếng Triều Tiên. Đây là câu đầu tiên mà tôi học được từ hướng dẫn viên. Annyeong hashimita. Thì khách du lịch có thể cảm thấy cái sự tự hào, họ rất là yêu nước, họ là những người rất tốt. Tôi cảm nhận thấy một sự xúc động của mình, mặc dù là chuyến đi của bạn ấy diễn ra từ tháng 9 và bây giờ thì cũng đã giữa tháng 10 rồi. Và khi ngồi nói chuyện với tôi đây thì trong một cái không khí và các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc, rồi nói chung là cũng khá là hiện đại. Nhưng mà có vẻ như tình cảm của bạn Minh đối với chuyến đi ở Triều Tiên, đặc biệt là đối với những con người Triều Tiên, vẫn khiến cho bạn ấy còn rất là dạt dào. Vâng, tôi cũng khá là tò mò vì những cái hình ảnh từ Triều Tiên thì theo như người ta nói thì ít, mặc dù tôi thì có lên mạng thì tìm hình ảnh của Triều Tiên thì tôi thấy cũng không hề ít, cũng khá là nhiều về những cái thành phố, những cái công trình lộng lẫy, và nói chung cũng tôi thấy là khá hiện đại. Nhưng mà những cái hình ảnh như vậy thì người ta cũng có thể nghĩ một cách là liệu có phải đấy là những cái hình ảnh chắt lọc trong một cái đất nước mà hiện nay đã bị bao vây cấm vận tới mấy chục năm rồi. Thì người ta, người Triều Tiên, họ đã chắt lọc những cái hình ảnh mà tự hào nhất của đất nước để họ đưa lên. Tất nhiên nước nào cũng như thế, đúng không ạ? Thì đi như vậy là tới 7 ngày mà đi ở một đất nước thì tôi nghĩ là cũng, dù là dừng lại có ít thôi, nhưng mà cái phong cảnh dọc đường mà mình nhìn thấy ấy, đó chính là cái phản ảnh trung thực nhất. Vâng, thì với cái nhận xét chung của bạn về đất nước Triều Tiên thì thực sự, ví dụ như tôi nhìn những cái bức ảnh của bạn chụp về cái cánh đồng lúa của Triều Tiên, và trong một cái bài viết của bạn Hải Anh, bạn ấy có nói là từ cái dọc đường bạn ấy đi cho tới Bình Nhưỡng ấy, thì hai bên là cái cánh đồng lúa vàng. Thì nếu đã là cánh đồng lúa vàng nhiều như thế thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là một cái sự sung túc. Thì không biết là tôi nhìn nhận như thế thì có đúng hay không, và khi bạn đến đấy thì bạn có cảm nhận thấy một cái sự nghèo đói như là người ta vẫn quảng cáo hiện nay, người ta vẫn nói về một cái sự rất là đói, và tóm lại là một đất nước Triều Tiên là nghèo đói, thì liệu có đúng hay không thưa bạn? Cảm ơn chị. Em không dám nhận mình là biết nhiều về Triều Tiên, những điều em thấy em cũng chỉ thấy bằng mắt mình, em không ở Triều Tiên quá lâu. Tuy nhiên em xin phép được chia sẻ những điều mà em biết, em có chụp, em có quay phim và tất nhiên em có tìm hiểu. Theo đánh giá của nền kinh tế thế giới thì Triều Tiên chưa bao giờ là một nước công nghiệp. Nói cho một cách công bằng, nước này là một nước nông nghiệp, nền kinh tế của họ hiện tại trông vào sản xuất, và nếu không muốn nói là tự thân vì họ bị cấm vận. Nên cái việc mà mình từ quê đến thành phố nhìn thấy các cánh đồng trồng lúa, trồng màu và họ tự canh tác là một điều hết sức bình thường và điều dễ hiểu. Nếu mà ở các nước Âu Mỹ thì em không dám nói. Tuy nhiên ở những nước châu Á, đặc biệt là nước như Việt Nam là có chia sẻ cái nền văn minh lúa nước với cả các nước ASEAN, thì trong mắt du khách nước ngoài, ở Việt Nam chúng ta vẫn là một nước nông nghiệp, và điều đấy Triều Tiên cũng đang thể hiện mình. Bọn em nhìn thấy rất nhiều các cánh đồng lúa, cách họ canh tác, họ trồng, và em đi vào mùa gặt nên em được xem họ gặt, đập, cái thao tác của họ cũng giống hệt như chúng ta, nên vẫn mang cái tính thô sơ, và điều đấy là phản ánh cái hiện thực
chính xác, đấy là cái đất nước của họ đang vẫn là một nước nông nghiệp. Tiếp theo như chị nói, họ bị cấm vận về kinh tế, và về mặt lý thuyết thì Triều Tiên vẫn luôn ở trong tình trạng chiến tranh, ít nhất là do họ, nhà nước họ công nhận, công bố là như vậy. Nên nếu như soi lên lăng kính một cách khắt khe thì chúng ta phải nhìn nhận là một đất nước nông nghiệp đang có chiến tranh và đang bị cấm vận, thì cái hình ảnh nó chắc chắn không thể tươi đẹp được như những đất nước mà bạn đi qua, không thể nào hào nhoáng như Dubai, lâu đài xây trên cát, không thể nào như Tokyo, đấy là hàng nghìn người chen nhau trong tàu điện được, nó sẽ không hào nhoáng. Và nếu như bạn cũng muốn tìm những cảnh đó thì Triều Tiên không phải là nơi phù hợp. Tuy nhiên, họ không giàu như các láng giềng, không có nghĩa là họ nghèo đói, cũng không có nghĩa là họ bị một cái thảm họa nhân đạo như quốc tế có đôi lần đưa tin vô tình hoặc là hữu ý. Cái nhịp sống của người Triều Tiên bạn có thể cảm nhận không phải chỉ ở Bình Nhưỡng, không phải chỉ ở Khai Thành hay những thành phố lớn. Tất nhiên đấy là nơi tập trung của những tinh hoa, nó cũng giống như bất kỳ một quốc gia nào, cái tinh hoa thì luôn tập trung ở thành phố. Nhưng bạn vẫn nhìn thấy cái sức sống đó ở bất kỳ cái con đường, bất kỳ cái làng quê, cái cánh đồng mà bạn đi qua. Họ có thể không hiện đại như chúng ta, tạm gọi là như Việt Nam. Có thể họ giống như Việt Nam rất nhiều năm về trước, giống như miền quê của miền Bắc rất nhiều năm về trước. Tuy nhiên cảnh vật rất thanh bình, vật chất họ có thể không đầy đủ, có thể không, giống như người ta nói là không hào nhoáng, không sạch sẽ và không đẹp như người Hàn Quốc láng giềng, tức người anh em láng giềng. Tuy nhiên họ cũng không hoàn toàn không bị ở trong một cái điều kiện sống thấp hơn cái mức mà chúng ta tạm gọi là có thể chấp nhận được của một con người. Ý của tôi là với cái cánh đồng lúa như thế thì tôi nghĩ là có thể là chưa ngon nhưng mà có lẽ là no. Chị, chắc chắn họ đói thì họ không thể đói được. Họ có thể không ăn sang nhưng mà chắc chắn là họ cũng không ăn mày, và có thể đảm bảo cái điều đó. Bởi vì khi em đi qua thì các nhà hàng mà nhóm ăn, cái nhà hàng mà có người Triều Tiên ăn, các món ăn cũng là món ăn của người Triều Tiên nấu, hoàn toàn không có món Tây, hoàn toàn không có đồ hộp, đều họ đều chế sản xuất từ những cái mà họ canh tác được. Đúng là các món cá, món thịt, cũng là cơm, cũng là rau, cũng là kim chi thôi. Hoàn toàn không có một cái gì được dựng lên để cho người nước ngoài ăn, còn người ta ăn một món khác cả. Em có được vào bếp, em cũng thấy họ xào nấu, họ cũng như mình thôi. Đồ xào thì cho mỡ, đồ luộc thì dùng canh. Không có một cái gì là quá khác biệt. Họ là người châu Á, họ cũng ăn thịt chó như người Việt Nam, họ cũng ăn các món nướng. Như vậy thì có thể nói là cái nền văn hóa của Việt Nam và Triều Tiên nó có những cái nét tương đồng lớn, đúng không ạ? Đầu tiên là cái nền văn minh lúa nước, và sau đó là cái văn hóa ẩm thực. Bây giờ thì có một cái vấn đề nữa, tức là cái tạm gọi là nhân quyền, nghe cho nó lịch sự và nó thời thượng. Thì khi bạn đến với Triều Tiên thì bạn có cảm nhận được một cái sự mất tự do của những người dân, hay là đối với bản thân mình là người đi đến đấy thì như bạn nói thì tôi biết là bạn rất có cảm tình với người Triều Tiên. Vâng, thì bạn có bị một cách quá giống như là bây giờ người ta vẫn lan truyền đấy, một cách rất là thu máy rồi là vân vân nào vậy, thì những cái đấy. Trước khi vào Triều Tiên thì không phải mình em mà tất kỳ ai muốn đến Triều Tiên cũng đều nên tìm hiểu. Người ta nên bỏ công ra để tìm hiểu một nơi mà người ta đến, còn nếu không thì chuyến đi nó không có mục đích. Thì qua agency ở Trung Quốc và những người đã từng đi Triều Tiên, em cũng tham khảo ở trên mạng rất nhiều nguồn, không phải chỉ tiếng Việt mà có tiếng Anh, tiếng Đức. Sau đó thì em có contact với cả nhà tour bên Trung Quốc để chốt với họ là những việc nên làm và những việc không nên làm. Thì nhà tour Trung Quốc và sau này cũng ngay tại Bình Nhưỡng, khi mà người Triều Tiên đón em, họ khẳng định có 3 điều du khách đặc biệt phải lưu ý tại Triều Tiên. Đã. Điều thứ nhất, bắt buộc không được chụp ảnh quân đội và tất cả các vũ khí khí tài, các công trình có liên quan đến quân đội, các trạm gác, các đường tàu, các đường hầm ngầm mà họ cho rằng có liên quan đến an ninh quốc gia, du khách tuyệt đối không được chụp ảnh. Nếu du khách chụp ảnh mà họ nhìn thấy, họ sẽ xóa, họ có quyền xóa. Điều thứ hai, nếu như bạn ra ngoài vào buổi tối, bạn phải đi với hướng dẫn viên, tuyệt đối bạn không được một mình đi ra ngoài. Phương thức này không lạ bởi vì em đã từng gặp nó ở Tây Tạng.
Trung Quốc. Cách đánh giá của người Triều Tiên đó là nếu như mà bạn không phối hợp với họ thì thực ra cái người chịu hậu quả không phải là bạn mà chính là những người hướng dẫn viên. Và điểm thứ ba đấy là họ rất tôn trọng các đời chủ tịch của họ, đặc biệt là cố chủ tịch Kim Nhật Thành vì ông có công giải phóng đất nước Triều Tiên cái giai đoạn đó kháng Nhật, nên họ rất tôn trọng. Và nếu như mà du khách muốn về đến thăm tượng hoặc là những cái nơi sinh của những vị cố chủ tịch này thì người Triều Tiên yêu cầu là du khách thể hiện cái thái độ tôn trọng tương tự, được hiểu là trang phục lịch sự. Và đặc biệt là ở tượng đài của ông Kim Nhật Thành thì du khách phải mua hoa để bày tỏ cái sự tôn trọng khi đến thăm. Tuy nhiên cái điểm số 3 này là do bạn chọn. Người Triều Tiên không bắt bạn đến chào chủ tịch của họ, nhưng nếu bạn đến họ yêu cầu bạn phải tôn trọng.